Bên cạnh tâm lý hồ hởi, mong đợi Tết, thì vào tháng cuối cùng của năm này, chúng ta cũng thường nhắc nhau là cần phải có thêm tâm lý cảnh giác đề phòng. Bởi vì đây cũng chính là thời điểm hay xảy ra trộm cắp mất mát tài sản nhất trong năm, mà dân gian hay gọi là tháng củ mật. Sở dĩ gọi là tháng củ mật vì củ theo Hán Việt có nghĩa là đốc trách, xem xét, còn mật thì có nghĩa là cần mật, kín đáo. Tháng củ mật thì có nghĩa là tháng mà các gia đình nên kiểm soát cẩn thận cửa nẻo, tài sản, đề phòng trộm cắp. Vâng, và tại sao các vụ trộm cắp lại thường diễn ra vào cuối năm âm lịch? Và các thủ đoạn mà bọn đạo trích thường sử dụng là gì? Và quan trọng nhất là các gia đình nên làm gì để phòng ngừa, để giảm thiểu nguy cơ kẻ xấu đó? Và những thắc mắc trên sẽ được chúng tôi chuyển đến trong chương trình Chuyện tối nay. Trước hết mời quý vị và các bạn đến với một phóng sự của chúng tôi. Chiếc xe máy mà vợ chồng chị Dương Thị Hiền sống ở Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh mất bao công sức tích cóp mới mua được, không cánh mà bay. Giờ gia đình chỉ còn lại một chiếc xe cũ là phương tiện chung cho cả hai vợ chồng. Tôi không đương ngồi làm ở ngoài, tôi chỉ chạy vào trong nhà có một tí, ra chỉ vài phút thôi thì đã mất cái xe rồi. Trong khi đó chồng tôi cũng ngồi ở đấy cũng xem tivi, nhưng mà nói chung là mất đấy thì chúng tôi cũng không ngờ đến. Thì Tết nhất đến nơi rồi, vợ chồng mấy năm rồi cũng tích góp được một chút tiền để mua cái xe đi lại thôi. Cũng tại khu phố này, liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất cắp tài sản. Có gia đình còn bị kẻ gian đột nhập lúc nửa đêm, lấy đi xe máy, tiền mặt và nhiều đồ đạc có giá trị. Lợi dụng các cái sơ hở của các gia đình, đỗ xe không khóa cổ, khóa càng và bất cẩn khi đi vào các cái phòng mà lối kín, không để ý được ra ngoài đường các vỉa hè thì là đối tượng thường lợi dụng cái việc đó để trộm cắp. Các đối tượng thập phương Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên đấy thì thường xuyên đi lại ban ngày, lợi dụng các cái việc sơ hở đó để chúng trộm cắp. Kẻ xấu thì luôn núp trong bóng tối để chờ thời cơ hành động. Việc tích trữ tiền, tài sản vào dịp cuối năm cùng sự sơ hở của chính người dân vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho chúng có cơ hội ra tay.